Nhằm tăng cường vai trò giám sát để nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền thành phố, các ngành liên quan trong trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Sáng nay, ngày 26 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, chương trình lần này tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, hướng đến mục đích ngày càng đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong thời gian đến. Báo cáo về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri sau chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, qua tiếp nhận 20 kiến nghị trên 8 nhóm vấn đề, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xử lý được 10 kiến nghị. Các kiến nghị còn lại thuộc các vấn đề phức tạp, kéo dài hoặc vướng cơ chế chính sách. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tích cực giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 và thứ 4 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đối với các kiến nghị còn tồn động, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, cử tri đã đề đạt nhiều kiến nghị đến với Hội đồng Nhân dân thành phố, nổi bật là vấn đề về việc chậm hỗ trợ một số đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong năm 2021, thì thành phố đã cho kiểm tra, rà soát và lập danh sách một số đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và giảm sâu thu nhập kinh tế do dịch bệnh COVID gây nên để tạo điều kiện thuận lợi an sinh xã hội cho các đối tượng này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ trên. Hôm nay, đề nghị lãnh đạo thành phố cho nhân dân chúng tôi biết có tiếp tục hỗ trợ trong năm tới các đối tượng này hay không. Tính đến nay, các quận huyện báo lên cụ thể như thế này. Đối với các hộ kinh doanh nông lâm ngư nghiệp làm muối thì đã chi được 1.102 hộ với tổng số tiền là 3,1 tỷ đồng. Đối với người bán hàng, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, thời vụ có thu nhập thấp thì hiện nay như là đánh giày, sửa chữa khóa, sửa xe, trông giữ xe, chụp ảnh thì không có địa chỉ thì đã hỗ trợ được 8.152 hộ với tổng số tiền là 21.755.000.000 đồng. Thế nhưng mà các đối tượng này báo cáo với các vị cử tri là đã thực hiện. Liên quan đến các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn, đây là vấn đề cũng được cử tri bày tỏ nhiều tâm tư. Liên quan đến việc di dời giải tỏa các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị thành phố cho biết kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay và giải pháp để xử lý dứt điểm việc di dời các khu tập thể xuống cấp, nhất là đối với các khu tập thể xuống cấp mức độ D, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão sắp đến. Trong năm 2022 thì Ủy ban thành phố đã chỉ đạo các ngành Sở Xây dựng cũng như Ủy ban quận Hải Châu, Thanh Khê tập trung giải quyết ở những cái khu ưu tiên cho những khu cấp độ D. Đặc biệt là với hai khu cấp độ D ở số 5 Nguyễn Thế Học thì Ủy ban thành phố đã có chỉ đạo cho Hải Châu là phải thuyết phục người dân, vận động người dân để di dời. Trong trường hợp mà không tiếp tục người dân không đồng ý nữa thì sẽ tổ chức thu hồi cưỡng chế. Và Ủy ban dân Hải Châu có báo cáo lại là dự kiến trong tháng 6 2022 sẽ tổ chức di dời. Đối với số 5 Nguyễn Thế Học hiện nay chỉ còn 2 hộ. Trên cơ sở pháp lý của Sở Xây dựng kiểm tra thì quận mới có cơ sở thực hiện. Báo cáo với lại bà con cử tri hiện nay là việc sang nhượng chuyển đổi sở hữu cơi nới rất phức tạp ở khu này, và đề nghị thanh tra Sở Xây dựng làm rõ. Trên cơ sở cái đầu vào của thanh tra Sở Xây dựng thì quận sẽ tiến hành theo đúng quy định. Cử tri cũng kiến nghị thêm nhiều vấn đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, di dời các cụm công nghiệp ô nhiễm ra khỏi khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ, tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt tại quận Thanh Khê, bất cập trong khai thác các mỏ tại huyện Hòa Vang.